hoàn gian khó, bao gành tháo đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết nên trang sử vàng trôi để ngàn đời thiên ta quay rạng rỡ. Ngàn năm hùng thiên tiếp bước cha ông, trên con đường đi tới sáng soi với bao niềm tin. Đây oai hùng Thăng Long hồn nước linh thiêng bao đời, đây con rồng trắng tiên một cõi non sông Việt Nam. Anh thang ngàn mùa xuân bay trong nắng ma đình, theo chân người đi tới con đường tương lai sáng ngời. Đây Việt Nam bên yêu rằng người anh bình minh, bước qua ngàn gian kính thưa quý vị, lời bài hát như còn ngân vang mãi trong trái tim người phe con. Và chúng tôi tin rằng niềm tự hào này và khát khao làm rạng rỡ Việt Nam sẽ luôn thôi thúc người phe con tiến về phía trước, sẵn sàng chinh phục mọi gian nan để bước đến thành công.
và lễ kỷ niệm sinh nhật tuổi 20 của phe con sẽ được kết thúc tại đây. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo phe con, 8 công ty thành viên là FPL, FMS, FCIC, FRU, phe con Invest, phe con Sao, phe con Hải Đăng và GE cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên đã nỗ lực chuẩn bị tập luyện để đóng góp những phần trình diễn ấn tượng mang màu sắc phe con, hơi thở của phe con và tinh thần phe con, ngọn lửa phe con, góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, khách quý, ban lãnh đạo phe con cùng toàn thể cán bộ công nhân viên. Chúc tất cả quý vị sẽ luôn giữ mãi một tình yêu với phe con như những chia sẻ trong suốt chương trình lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty phe con ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!